nghệ thuật Tiki. Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ vẽ một quả dâu tây thật ngon nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên vẽ một đường cong và sau đó thêm một đường cong khác, nối cả hai ở trên cùng lại với nhau như thế này. Chúng ta vẽ thêm một chùm cuốn lá bằng những hình tam giác nhỏ. Đúng rồi, như vậy đó. Thêm những hạt nhỏ trên phần quả nữa nhé. Rất dễ dàng phải không các em? Và các em đừng quên thêm một đường viền thật gọn gàng, đẹp mắt đấy. Xong rồi, mình bắt đầu tô màu nào. Một màu đỏ tươi cho quả dâu tây thật ngon. Tô màu thật là vui, đúng không nào? Phần cuốn lá thì tô màu xanh lá cây nhạt nhé. Chúng ta sắp hoàn thành rồi đấy. Và đây rồi, một quả dâu tây đỏ đáng yêu của nghệ thuật Tiki. Hy vọng các em đã có những giây phút học vẽ thật vui. Chào các em, chị vô cùng yêu thích những buổi tiệc sinh nhật. Chúng ta hãy cùng làm một chiếc bánh sinh nhật nhé. Hãy bắt đầu với việc vẽ nào. Bắt đầu với hình bầu dục ở phía dưới cùng và hình vuông ở giữa. Tiếp theo là một hình bầu dục lớn ở trên cùng. Mình sẽ vẽ thêm đường viền cho bánh nhé. Chúng ta có thể làm thật nhiều tầng với thật nhiều lớp kem chảy xuống. Yay! Vẽ thêm những đường sọc như thế này để chúng ta có thể tô lên thật nhiều màu sắc thật đẹp và tươi sáng nhé. Vẽ thêm một tầng nhỏ hơn ở phía trên cùng với lớp kem và những đường sọc cong cong nữa. Thêm những cây nến thì sao nhỉ? Hãy vẽ thêm những ngọn nến nổi bật nhé các em. Chúng ta sẽ tô lên những màu sắc lấp lánh. Đầu tiên là màu bạc cho đế bánh. Thêm một chút màu đào lấp lánh nữa. Tuyệt quá! Tiếp đến chúng ta sẽ tô màu tím cho phần đầu tiên, rồi đến màu vàng. Các em thích nhất là màu gì nào? Màu xanh lá cây? Màu hồng? Ôi, yêu màu hồng này làm sao? Là màu bên cạnh màu xanh lá cây ấy. Các em nghĩ sao về màu xanh ngọc lam và cả màu đầu nữa? Ôi, là màu hồng đào. Bây giờ là màu nâu lấp lánh cho lớp kem này, bởi vì đây chính là lớp sô-cô-la đấy các em. Một chiếc bánh kem cầu vồng. Nếu đây là sinh nhật các em thì các em sẽ muốn một chiếc bánh kem như thế nào nhỉ? Ở đây thêm một chút màu tím lấp lánh nào, và sau đó là màu vàng, màu xanh lá cây, rồi màu hồng. Màu gì tiếp theo nhỉ? Các em nhớ không nào? Đúng rồi, đó là màu xanh dương. Và phần cuối cùng cho từng bánh này, tô màu nâu cho phần kem này nữa. Chúng ta đều yêu thích kem sô-cô-la đúng không nào? Màu tím đến màu vàng, rồi đến màu gì tiếp theo nhỉ? Đúng rồi, đó là màu xanh lá cây. Thế tiếp đến là gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là màu hồng và sô-cô-la. Thật dễ dàng, phải không nào? Bây giờ các em hãy tô màu cho những cây nến nhé. Sẽ là màu xanh dương, phần sọc khác với màu đỏ này. Và dĩ nhiên rồi, màu vàng thì cho ngọn nến. Vậy là chúng ta đã có một chiếc bánh sinh nhật thật hoàn hảo rồi đấy. Chúc mừng sinh nhật! Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách để vẽ một chiếc bánh cupcake thật là xinh xắn nhé. Bắt đầu với một quả cherry trên phần đỉnh, rồi đến một lớp kem, sau đó lại thêm những lớp kem nữa ở ngay bên dưới và thêm những đường lượn sóng ở đây. Mỗi lớp sẽ khác nhau hơn một chút nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ phần bánh cupcake ngay phía dưới này. Tốt lắm! Các em ơi, hãy vẽ cho nó một khuôn mặt nữa nhé, với đôi mắt long lanh, đôi mày nhỏ cùng nụ cười tươi.
Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm đường viền để cho phần viền đen thật dày, gọn và đẹp nhé. Và đến lúc tô màu rồi. Ồ, chúng ta sẽ chọn màu nào đầu tiên nhỉ? Hãy tô màu cho quả cherry trước bằng màu đỏ thật đẹp. Chị yêu cherry, đó là món yêu thích của chị đấy. Các em thích những thứ thật tươi mát hay là những thứ thật ngọt ngào? Chị thì rất thích quả cherry tươi mát, thật tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là màu vàng cho lớp kem bơ ở trên cùng nhé. Chị nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta làm một dải cầu vòng bao phủ chiếc bánh cupcake đấy. Vậy thì tiếp tục với màu xanh dương, có thể đây là kem hương Việt Quốc. Các em hãy thử tưởng tượng xem, nếu phần kem bơ là một hương vị hoàn toàn khác, thì có làm kích thích vị giác của mình được không nhỉ? Bây giờ chúng ta hãy dùng màu xanh lá cây. Đây có thể là hương vị bạc hà. Các em có thể sử dụng những chiếc cọ riêng biệt để tô cho mỗi màu nhé. Hoặc đơn giản hơn là dùng một chiếc cọ, nhưng hãy rửa lại cọ vào nước sạch sau mỗi lần tô màu nhé các em. Đến màu tím, màu sắc yêu thích của chị đây rồi. Đây có thể là hương mận hoặc là hương mâm xôi đấy. Các em nghĩ sao nào? Bây giờ đến lớp kem bơ cuối cùng của chúng ta. Vậy chúng ta có thể dùng màu vàng. Yeah, màu vàng ở dưới cùng và màu vàng ở trên cùng. Wow, nó giống như một chiếc bánh kem bơ cầu vòng. Vanilla hoặc là chanh vàng. Hãy tô màu cho phần bánh nào. Màu cam. Tô xung quanh đôi mắt to tròn đáng yêu ấy. Chúng ta thậm chí có thể pha thêm chút màu vàng trong phần màu cam này để làm cho nó có thêm màu hồng đào đấy. Tiếp tục nào các em, chúng ta đang làm rất tốt đấy, gần xong rồi, và chỉ một phút cuối cùng nữa thôi. Xong rồi, chúng ta đã hoàn thành được một chiếc bánh cookie cầu vồng tuyệt đẹp, làm tốt lắm các em. Chào các em, loại trái cây nào giúp các em tràn đầy năng lượng và cũng là loại trái cây ngon nhất nào? Đó là quả chuối. Chúng ta hãy cùng nhau vẽ 3 quả chuối nhé. Bắt đầu thôi nào. Các em hãy vẽ một đường viền đậm thật đẹp này. Đã đến lúc cho điều kỳ diệu rồi. Cùng tô nào các em. Tô màu vàng tươi cho những quả chuối. Các em hãy nhớ chừa ra những khoảng trống ở đây như thế này nhé. Chúng ta sẽ lấp đầy chúng sớm thôi. Các em có biết là khỉ rất thích ăn chuối không? Tốt lắm các em, hãy tô thật đẹp và gọn gàng nhé. Đã đến lúc lấp đầy những khoảng trống bằng màu vàng nhạt. Sau đó các em hãy pha lẫn hai màu lại như thế này. Một chút nào, chúng ta đã gần xong rồi. Trông thật là tuyệt, chúng ta đã hoàn thành những quả chuối rồi. Bây giờ thì chúng ta tô màu xanh ô liu cho phần cuống nhé. Và tô cả các
các ngọn quả chuối cũng với màu xanh ô liu. Wow, chúng làm chị thấy đói quá. Xong rồi, những quả chuối của chúng ta đã hoàn thành rồi. Hi, chào các em. Hi, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một chiếc bánh pizza nhé. Đầu tiên, chỉ cần vẽ một đường tròn, nhưng đừng vẽ hết đường tròn nhé các em. Tiếp đến, chúng ta sẽ vẽ thêm một đường viên, bởi vì bạn nào cũng thích một đế bánh thật dày cho chiếc pizza, đúng không nào? Thêm vào những miếng xúc xích hun khói nữa này. Loại nhân bánh pizza yêu thích của các em là gì nào? Cũng có thể là món xúc xích thuần chay này. Và thêm vào một ít quả ô liu nữa nhé. Các em thích quả ô liu màu đen hay là màu xanh lá cây hơn nào? Các em có thể thêm một ít ớt nếu muốn cay thêm nhé. Và thêm cả một ít nấm nữa. Các em đoán xem thêm gì nữa để chiếc bánh pizza ngon hơn. Đã đến lúc vẽ thêm cho đường viền đen và đầy hơn. Và tô màu thôi. Bắt đầu với phần vỏ bánh, nó sẽ là màu cam, bởi vì trông thật là đáng yêu. Bởi vì trông thật đáng yêu. Và màu vàng cho phần bên trong của chiếc bánh. Ôi, những hình vẽ bánh pizza này làm chị thấy đói quá. Chiếc bánh trông thật là giòn, đúng không các em? Đúng rồi đấy, cùng tiếp tục nào. Chúng ta gần xong rồi đấy, xuất sắc. Tiếp đến là phần vỏ của miếng bánh. Ôi, ngon quá. Đúng rồi, thế phần tiếp theo là gì nhỉ? Chúng ta làm phô mai nhé. Mình sẽ tô bằng màu vàng này, màu của phô mai truyền thống đấy các em. Phô mai của chúng ta sẽ là mozzarella và cheddar, trộn thêm vào một ít Gorgonzola nữa và rắc thêm một ít phô mai Parma lên trên cùng. Các em có thích rắc phô mai Parma lên chiếc bánh pizza của mình không? Thêm thật là nhiều phô mai ở phía trên lớp phô mai vừa rồi. Nghe thật lạ, phải không nào? Nhưng mà điều đó sẽ rất tuyệt đấy các em. Và tiếp đến là phần chúng ta phải tô thật cẩn thận, bởi vì khi chúng ta tô màu vàng cho phô mai xung quanh tất cả các loại nhân bánh. Hey,
hình tròn cho những lát xúc xích hun khói. Sau đó là các hình bầu dục và hình chữ nhật cho những cây nấm. Cả những vòng tròn nhỏ cho quả ô liu nữa. Vì vậy các em hãy sử dụng cọ có đồ nhỏ để tô màu nhé. Và nếu có những sự lựa chọn khác nhau, các em có thể thay đổi cọ vẽ. Sử dụng cọ có đồ nhỏ để tô xung quanh những khu vực chi tiết, những chỗ mà các em không muốn bị lem vào đường viền và cả ở xung quanh phần nhân bánh nữa. Thêm một lần nữa nào, giỏi lắm! Đến phần nấm, chúng ta sẽ tô bằng màu xám nhé. Các em cũng có thể vẽ các loại nấm khác nhau, hạt dẻ, nấm buto, bello hoặc đơn giản là nấm như thế này. Và đây rồi, một chiếc bánh pizza tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy thêm phần phô mai Parma, một vài điểm ở đây và cả ở đây nữa. Lắc, lắc, lắc. Đến phần miếng bánh này. Và đây rồi, chúng ta đã hoàn thành nó. Một chiếc bánh pizza. Thật tuyệt vời. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.